tự dưng lại ghép được đội vào với mấy bạn này hay nhở. Nhiều top 1 chưa, vừa top 1 xong. Ok, ok mạng, có, tí mình kết bạn. Đấm luôn cả quả này. Cậu cho tớ xin hờ là xin gì? Giờ mấy giờ chơi bảo? À, chiều mai mình chơi. Đây là người phiên dịch của bạn số 1. Số 4 phiên dịch số 1. Mình đọc mình cũng không hiểu đó mình, là mình chả biết sao bạn số 1 lại mình vào phát cái vừa nhảy xuống nhặt đồ cho mình. Cứ chạy theo mình thôi. Lộn tem. Hay thật. Hai tem em ơi. Ơ à, nhìn mấy con nhân vật. Cứ ba ai buồn cười vậy thôi. Hai tim. Cứ xòe xòe ra. Hai tim đó. Nó nhảy cùng mình luôn lục này. Lộn tem vào chúng mình. Không tìm thấy kia. Ôi bạn này tay to quá hả? Một thằng chạy đằng sau này. Mình đang nhặt đạn. Nó sang này, một thằng nó sang. Ok, clear. Con cuốn nhá. Ôi sao không bấm được. Ố. Đang đổi. Hai tên được một. Đang nhặt đạn nó sang. Không sao đó nè, trong này có bệp máu nè bạn ơi. Enemy is ahead. Thấy chưa? Ok. Số 1 ơi, từ từ đã, mình bơm máu đã. Ô, ông ơi. Đấy, từ sau có người kìa. À, cái gì nhỏ ấy, cẩn thận. Điếu thôi. Nó sang cái nơi này. Trong nhà. Cái gì? Enemies ahead. Đây, trong này. Rồi, clear một team này, clear thằng cuối cùng một team này nữa. Enemies ahead. Đây này có người, trên này có người, Dung cẩn thận, Dung cẩn thận. Đâu em ơi? Điếu kho. Đây, mình có rồi. Dưới kho có người, dưới kho tới người. Từ. Đi xuống giết luôn nó đi. Ơ. Kìa. Ok em ơi. Bọn nó sang này. Đâu. Enemies ahead. Ok, yếu, ok, nóc, cứu. Mẹ ơi, em có máy ăn, có băng gà kia. Bóc tiếp này. Thôi, chị cuốn nhạc rồi. Hết rồi. Thằng cùng nó là còn một thằng thôi, thằng này mình vẫn lock. Mày nấp đâu ra đây? Hình như là nó chỉ có 3 thôi sao ấy. Thấy kiểu vắng hẳn luôn ấy. Team toàn ấy mà chơi kinh nhỉ. Clear cái kiểu mỗi mình tạ, mình cứ chạy theo loang qua loang quang. Ra giúp được cái tích sự. Không giúp được tích sự mà chơi hẳn mấy kill.
Cả đi là mấy tim, là mấy tim. Đâu, mình toàn bắn thằng cuối cùng. Làm gì được mấy tim. Mình chỉ đi ăn hải thôi. Mình dư rất nhiều nước nha, ai cần thì bảo mình. Tớ, tớ, tớ. Ok. Ship tận nơi luôn. I got supplies. Ok. Cảm ơn Phương Hoàng nha, mình dùng iPad 2018. Phản đáng nhiều quá đi nè. Anh em nhớ để làm. Đuổi tớ đi bạn ơi, tớ đây nè. Lại, lại đố anh bắt được em ấy hả? Ừ, đố anh bắt được em đó nè. Đây, mình đi qua gì sọt đi. À, đi qua bốt cam đi. Thế sao không đi qua tan mốc nè? Ok, qua tan mốc luôn. Let's go, let's go. Có tiếng này. Ui, bốt. Người à? Bốt, bốt, bốt. Ui, đây này, đằng sau mới là người này. Enemy. Ông ơi, sao vậy? Bốt cam đẩy sang. Không, nó từ ở bên, bên trái mà. Thế là mình nghĩ thằng cuối cùng của cái team kia. Đấy, mình đang nói đấy. Đây này, gần mình này, trong nhà. Rồi. Xong rồi, thằng cuối cùng thật. Con trời ơi, em là người á. Ừ, thằng cuối cùng đó. Hả? Em nhìn cái xác em cứ tưởng là người. Biết con gì nè. Nó lắc lắc lắc. Con hề đó. Tưởng người. Số 2 có mà 4 hề. Đi thôi, let's go, let's go. Hello. Ui, cái này nhìn hay nhỉ, Dung nhỉ? Cho mình nhiều đồ vậy. Thôi. Em cứ tưởng là người cứ bắn nhầm vào. Mic của bạn số 1 cứ nhảy 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 mà chả thấy nói gì. Bạn ấy chỉ để thôi, bạn cún bạn ấy chỉ để lại thôi. Có nhảy, nhảy như kiểu là... Chỉ để đấy thôi, không bao giờ nói. Mẹ ganh, mẹ ganh. I got supplies. Không nói được. Bây giờ cậu chỉ cần mở mic lên cậu alo một cái xong cậu tắt luôn, hợp lý. Ôi cái cậu nghe cái tiếng nó đập kỳ ấy chị anh. Mới nó cứ quèo 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 quèo. Chả thích quèo. Nghe giọng mình à, nghe tiếng của mình á. Rất là dễ thương nhá. Chả hiểu. Tim toàn con gái mà clear gì sọt bot cam mầm. Gớm thật. Nói em ngại á, ui làm gì ngại. Quần áo em đi. Ngại gì tầm này. Tắt tí. À đâu để đấy. À đâu để đấy. Liếp xỉ gì tầm này. Liêm sỉ tầm này. Đúng. Ờ, mình chả hiểu không biết là bạn này có phải... Anh có tay cầm bên kia em phát. Linh nên lập kênh YouTube đi á. Sao lại bảo mình lập kênh YouTube? Lập kênh YouTube để làm gì? Bạn bắn hay á. Ui. Mình bắn hại, mình hên hên giết được mấy cái thằng gà gà thôi. Bây giờ lập YouTube lên khéo khi vào người ta chửi cho sấp mặt luôn đấy chứ. Con gái mà nói chuyện hay mà lập kênh YouTube thì đảm bảo là nghìn like. Ủa, thế là cậu nghĩ mình nói chuyện hay? Ừ. Mà cậu chắc chắn là con gái rồi, vì tớ vừa nói con gái mà cậu không phản ứng là chắc chắn cậu là con gái. Không. Cậu xào xào. Lần đầu, uầy, mình nói thật luôn, lần đầu kiểu như mình vào chơi với người lạ mà mọi người tự kiểu quý mến mình rồi cho đồ xong này, khen nọ. Thích không? Phê thật sự, ui, cảm giác kiểu như đang trên nóc nhà ấy lên cậu. Lên nóc nhà là lên nóc nhà ấy. Tim tớ nó hoạt đồng lắm. Thích thật.
tốt với cậu thôi á. Ủa, cậu là tốt nhất. Đấy chứ, cậu là tốt nhất chứ không phải là cô mỗi tớ tốt với cậu. Từ nay đến giờ cậu ấy cần gì mà người cho đấy lại bảo là cô mỗi tớ. Mất quan điểm. Cún nói thế không có liêm sỉ gì cả. Mình nói thật, tầm này 2020 rồi, liêm sỉ gì tầm này. Kiểu bây giờ mà ế quá ấy. Thôi, khỏi liêm sỉ luôn. Mới chơi thì làm gì, là ai có đồ đâu mà cho. Mình rất nhiều máu nha, ai cần BM. Mà là xoa xì. Tớ không có nà, tớ không cần đâu. Ok, đi thôi, chỗ này tớ không cần bạn hả? Mình cứ nhặt nhiều tí nữa, ai thiếu thì mình cho luôn. Ơi, mình nghe đây. Còn nhiều đồ nữa. Bên này còn nhiều đồ nữa. Có ai lớp đâu, không còn nhiều. Hả? Đâu ai lớp đâu. Mọi tớ là cún đi à, ok. Ừ. Ok, cún. Rồi, đặt cái tên cũng gọi là tên te phô mai que cơ. Hoặc Gia Linh. Bạn ấy là cún đi nè. Gia Linh á, cùng tên với mình luôn á hả? Bạn ấy cũng tên là Gia Linh nè, bà... thế nên bạn ấy rất là quý bạn nè. Trời ơi, mình bắt đầu có điểm chung rồi đấy. Giống tên luôn. Các bạn yêu nhau đi nè. Được thế thì còn gì bằng. Nếu các bạn không ngại là BD thì các bạn cứ yêu nhau đi à. Ồ, mình con trai thật mà. Trai thật mà. Con trai mà ở cùng đó phòng đó. Với con gái mà trong khi mình vừa nghe thấy tiếng. Mình vừa nghe thấy bạn nói chuyện điện thoại là cái Linh. Bố mẹ nó bắt về cái Linh. Con trai mà gọi là cái Linh. Cậu nghe rõ vậy luôn hả? Bạn ơi, bạn tớ là thánh soi mà bạn ơi. Được nhờ. Tớ chỉ cần nghe qua thôi là tớ biết rồi. Mà cái giọng bạn thì chắc chắn là con trai, con gái rồi, không bao giờ là con trai đâu. Bạn hiểu không? Số 1 bỏ con trai mà. Thì kể cả như, ví dụ như kể cả phòng mình có gái thì... Số 1 đó là BD đó bạn ơi. Bạn mình tới chơi. Số 1 đó là BD. Bạn mình tới chơi. Nó coi bạn là con trai. Bạn không có lời là được đâu, văn đó tớ dùng qua hết rồi bạn ơi. Linh là con trai, Linh là con gái, em đâu có cho đồ á, đấy. Phân biệt rõ ràng quá. Tớ bảo rồi, bạn không nghe tớ nói ư. Bạn ấy là BD, bạn ấy là lép. Mà bạn ấy là muốn bạn làm con trai. Thế nên bạn em muốn bạn là con trai. Vậy luôn á hả? Bạn không hiểu cái gì ta. Alo, thằng bắt đầu kêu tôi viên LV. Và tối nay anh sẽ dắt em đi. Anh dắt em đi. Bạn ấy là con gái. Bạn ấy là luôn coi bạn là con gái. Nghe ôi giời đúng rồi. Cảm ơn bạn Nguyễn, cảm ơn bạn nhiều. Thế đi à, có thể bỏ lại à? Nghe thì rất là vô lý nhưng mà đầy thuyết phục kìa. Chú ơi, mang quần áo cho vợ nào để giặt. Ui, ai nó có vợ nào rồi. Gì mà vợ con... Tớ bảo tớ có chồng người bạn ơi. Ôi trời ơi, chết đi, chết rồi. Yeah. Quần áo. Thôi quần áo kia đâu? Ờ, có thấy cái không mang quần đấy ạ. À? Gơ mặt nhỉ. Cây đã già nua, cho người chết cách xa cõi đời. Hồn buông xuống xe tay nhẹ. Hay thế nhở, hát hay thật sự. Được thật sự luôn. Ôi mình bị đơ mở game. Mở cửa, mở cửa. Mình bị đơ game mất rồi. Mọi người trông mình hát nhanh, hát nhanh, hát nhanh. Ôi dục smoke đấy. Bực vai, trời. Mấy ạ, gặp team này hay nhỉ anh em. Đậu phộng. Toàn người tốt. Người tốt ở khắp mọi nơi. Ôi bây giờ không vào được game này á. Đừng thế mà, nó đang đỗ nát một tí, đừng như vậy chứ.
mình bị mất mic thật anh em ạ. Để mình vào lại. Còn lia xong vào lại là vừa. Giết người xong cái anh em thấy giết người được không? Đúng, cứ nói chuyện một mình thôi. Bring up voice chat. Alo alo. Ôi sao mọi người đứng ngoài bo hết này. I got supplies. Ôi. Help.